Cửa hàng Tuấn Hải xin gửi lời chào tới các bác nhé. Hôm nay thì giới thiệu tới các bác về một lô máy cưa xích Nhật bãi này. Hàng của bên em là đều là hàng của Nhật Bản chính hãng. Đấy. Lô ngày hôm nay thì gồm có 8 cây và cái hiệu mã là EC. Có lô ngày nay có đầy đủ các cái hệ như tay cụt này, tay dài, nòng nằm và nòng đứng đầy đủ hết. Thì cắt khai thác ngày hôm nay có những cây như là Shinewa 393 này. Echo 501 có công suất là 50cc. Echo 381, Echo 361. Đấy, lô ngày hôm nay thì có 4 cây cắt khai thác và cắt gỗ lớn. Còn cắt tầm trung có Echo 332, Komatsu Makita. Và các gia đình có một cây máy tay cụt. Máy bên em hôm nay là rất là đẹp các bác nhá. Làm nước là nguyên chữ luôn. Đấy. Và bên em có bảo hành các bác là 6 tháng, tặng 3 món đồ, tip mở buji, rũa cưa và tua vít chỉnh chế, hàng hóa gửi đến nơi, các bác được kiểm tra hàng và được test thử luôn. Đó. Thì trong lúc mà khi mà shipper giao đến, các bác chuẩn bị trước giúp em là một ít xăng nhá. Cái xăng này là xăng pha nhớt ấy. Cái xăng pha nhớt 2 thì. Thì lúc mà gửi hàng đi thì bên em không được để hàng để được xăng vào bên trong. Thì các bác đổ xăng vào, giật nổ bình thường, đi cưa thử luôn. Đấy, bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng cây máy và giật nổ để các bác trải nghiệm thử này. Đây là cây máy đầu tiên là cái hệ cưa tay cụt Echo GC 301, công suất là 30cc, nòng máy 38 và lá bạc là có hai lá bạc. Lá bạc là cái đầu của vít tông ấy. Cây này thì hai chân ốc lam và lam máy Echo còn nguyên chữ luôn. Đấy. Xích trung 91, xích bãi, tỷ lệ phần trăm còn khoảng 75-80%. Lam này thì đẹp như chưa cắt các bác nhé. Đấy. Khóa sên đầy đủ luôn. Bơm xăng phụ ở phần trên này. Le gió gạt ra, HL chỉnh ở đây, căng ti ở dưới. Có một điểm các bác chú ý giúp em là ở đằng trước này là đổ xăng pha nhớt và đằng sau này là đổ nhớt lam. Một cái hệ cưa bé này thì cân nặng là 3,5 kg. Đấy, các bác cắt củi ở nhà hoặc leo trèo lên cây cao rồi cắt củi nhỏ để đun nấu ấy, thì các bác chạy những hệ máy chạy cây máy cưa này. Thứ nhất là nó được cái độ mới cao, thứ hai là dễ nổ này, xài bền, ăn tiết kiệm xăng. Đấy, em đã đi cưa thử rồi thế là em biết là cái lượng máy nào là tốt và cái hoạt động của máy ra sao. Còn đến đã bán hàng thì em bán những hệ là thông dụng nhất. Đấy, hàng hóa thì nó dễ xài và linh kiện nó phải đủ nhiều. Đây, gầm hiếc máy rất là đẹp nhá. Và em sẽ làm nổ luôn. EC1 giá 2,2 triệu. Của Nhật, cái này là nguyên nhớt lam Nhật các bác nhá. Đây, máy ra nhớt rất là nhiều nhưng mà cái nhớt này là nhớt trắng. Đấy, cái nhớt này là nhớt bên Nhật họ sử dụng là nhớt máy riêng và nhớt lam riêng. Còn bên Việt Nam mình thì hay thường là sử dụng cái nhớt thải của xe máy. Thì đấy là tận dụng thôi, chứ còn theo chính quy họ sử dụng thì họ vẫn hay có một cái loại nhớt riêng biệt. Đấy. EC1 để giá là 2,2 triệu. Máy móc là còn nguyên nhớt lam Nhật nhá. Tiếp theo cây máy thứ hai, cây này là cây Makita MDE400. Cây này có công suất là 40cc, nòng máy 40 ly, lam dài là 35, mặt cắt 40, lên xích 91, xích mới hoàn toàn. Đấy, hệ này các bác cắt tầm trung và cắt khai thác được bởi vì nó là nòng máy rất là lớn và công suất là 40cc. Hệ của Makita. Đấy, cái dòng này là Đức, máy này là máy Đức xuất Nhật, thắng xích đầy đủ luôn. EC2 giá 1,7 triệu.
ok. Tiếp theo cây máy EC3. Dòng này là dòng của Komatsu 3401, Zenith Komatsu Made in Japan các bạn này. Hệ này thì giật máy, bộ giật máy trợ lực nhá, cân nặng nhẹ nhàng. Cây này có tầm có 3,5-4 cân thôi. Đấy, lam là lam Zenith Komatsu lam zin, xích bãi còn tỷ lệ phần trăm còn khá là cao. Đấy, lam Komatsu zin này, chắc cắt qua vài mặt gỗ thôi. Còn máy này thì hệ chạy rất là tiết kiệm xăng, giật dễ nổ các bác nhé. EC3 giá 2.300.000, dòng máy cắt gia đình. Trắng luôn, cái nhớt trắng là cái nhớt nguyên bản của bên Nhật về các bác nhá. Đấy, EC3 2.3, hai cái nắp gần nhau. Thì đây cái là cái buồng chứa nhớt của máy này. Cái buồng chứa nhớt đây. Cái nhớt này nó trắng tinh luôn. Đấy, đây là cái nhớt đi các bác nhá. Trắng tinh tinh luôn. Đấy. Còn nếu như các bác đổ xăng pha nhớt thì các bác đổ nắp bên trên. Thì các bác chú ý giúp em là khi nào các bác đổ nhá thì các bác nhìn nhá, là nó có ký hiệu cái cây xăng và giọt nhớt này là các bác đổ bên trên này. Cây máy nào cũng thế, nó cũng có ký hiệu cây xăng giọt nhớt này là đổ xăng pha nhớt. Còn bên dưới này là nó có ký hiệu giọt nhớt đây này, đổ nhớt lam. Đó. Tiếp theo, cây máy EC4, cái hệ này là dòng Echo 332. Công suất là 33,4 cc. Cân nặng của cái hệ này là 4,2 kg. Đấy, máy thông số ở đây. 33,4 cc này. Đấy, 332. Hệ máy cơ Nhật chính hãng luôn. Các bác nhìn qua các chi tiết máy rất là đẹp. Lam dài là 40, máy cắt 35, xích 91, tỷ lệ phần trăm còn 85%. Đấy. Hệ này cắt tầm trung. Cái điểm hay của cái dòng này thì máy chạy nhá là càng nóng thì chạy càng bốc. Đó. EC4 2.2 triệu. Máy bên em thì bao nhớt lam đầy đủ nhá, chứ bên em không bao giờ gửi cái máy mà nhớt nhớt không có hoặc là khó nổ đâu các bác nhá. Đấy. Tiếp theo cái hệ này là cưa Echo 361. Cưa này thì có công suất là 36 cc, nóng bê tông 40. Cái lam máy này thì xuất sắc luôn. Đấy. Lam Latin, lam còn nguyên chữ Echo, mặt lam trượt, lam thép, xích máy 325. Đó. Hai chân ốc lam, đây mặt chữ Echo này. Đấy. Cây này cân nặng thì phải tầm 5 cân. Và cưa rất là bốc luôn, xẻ gỗ nhiều, bao ngon. Đấy. Lốc máy đẹp nhá, làm đẹp luôn này, xuất sắc luôn. Đó, làm Latin Kyrit, làm dài là 45, mặt cắt 40 ấy. Chiều dài của cái lam này là dài 45, mặt cắt được là 40. Đấy. EC5 giá 2.6 triệu. Làm ra rất là đều các bác nhá. Và cưa này chạy rất là ngon luôn, cắt khai thác mượt mà. Tiếp theo cái máy EC6, cây này là cây Echo CSV 381, có công suất là 40 cc, nòng máy 40 ly. Đó, cân nặng là 5 kg, lam dài là 40, mặt cắt 35, xích lên xích mới các bác nhá. Đầu máy nam này là lam Latin, lam trượt. Đấy. Xích mới luôn. Hai chân ốc lam. Máy này thì bao ngon các bác cắt cây đứng này.
bởi vì công suất máy này rất là khỏe, 40cc xẻ cắt cây đứng. Mà đặc biệt cái hệ máy của Nhật ấy, thường đa phần là rất là tiết kiệm xăng. Đấy, đời máy này thì rất là thông dụng luôn. 381 bơm xăng phụ ở đây các bác nhé. EC6 để giá là 2,8 triệu. Tiếp theo cây máy EC7, cây này là cây ECHO 501 EVL. Công suất của máy này là 50cc, nóng bít tông là 43-44 ly ấy. Rất là nóng bít tông rất lớn. Đặc biệt nó lên một cái lam để xẻ gỗ này, lam bản rất là rộng nhá, bản bằng gần bàn tay này. Rồi chân xích 72, lam latin, chân xích 72, xích mới hoàn toàn. Đó, cây máy này là để giá là 2,5 triệu. Ok, sẽ làm nổ để các bác trải nghiệm thử này. EC7 2,5 triệu thôi, 50cc luôn. Tiếng bô máy gọi là xé tai luôn. Đấy, máy này gọi là tiếng bô nó chạy êm, nghe khỏe, khỏe khoắn. Mà nòng bê tông rất là lớn. Hệ này cưa siêu ngon, 50cc. Nếu công suất nó ngang tầm một cây xe máy rồi. Công suất của xe máy EC7 2,5 triệu. Và một cây máy cuối cùng là cây máy EC8 Cinewa 393, có công suất là 40cc, nòng máy 40 ly. Đó, hệ này thì dòng cưa cắt khai thác, nếu mà để dòng Cinewa sản xuất ra cưa ấy, thì đa phần là đều là cắt khai thác hết. Tiếng máy của Cinewa cắt rất là bốc khỏe. Cây này thì trải nghiệm bị cắt bao ngon các bác luôn. Đấy, hai chân ốc lam và mặt lam latin nhá, lam Cinewa zin chính hãng nhá. Đấy, lam dài là 45, mặt cắt này là 40. Đó, cân nặng là hơn 5 cân. Ok, sẽ test nổ luôn. Cây này em để giá là 2,8 triệu, mã là EC8. Móc bên em, cái hàng máy bên em ấy là bao các bác là máy dễ nổ này, rồi là nhớt lam ra đầy đủ nhá. Chứ bên em phải trước khi gửi hàng các bác là đều phải kiểm tra kỹ càng rằng nhớt có ra đủ chưa, cắt vào tải nó có bị ngộp hay không, rồi là nói chung là các bác về chỉ việc đổ xăng sử dụng thôi, còn tất cả các chi tiết khác là bên em đã làm rất là ngon lành rồi. Đấy, thì các bác có ưng ý một cây máy cưa nào thì cứ liên hệ số điện thoại là 0392 973 923. Và cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Còn bên cửa hàng em là bán hàng là sẽ có bao ship và bảo hành các bác nhé. Và ok, chào tạm biệt mọi người. Chào tạm biệt mọi người ạ.